Cô chào tất cả các em. Bài trước chúng ta thấy rõ nhà Hậu Lê là triều đại phong kiến phát triển rực rỡ, có công trong việc củng cố và phát triển nền tự chủ của quốc gia Đại Việt. Nhưng sang thế kỷ thứ 16, nhà Hậu Lê suy yếu, lợi dụng tình hình đó, các thế lực phong kiến thuộc các dòng họ khác nhau đã nổi dậy, tranh giành ngai vàng, gây ra những cuộc chiến tranh liên miên, khiến đất nước lâm vào tình cảnh chia cắt, nhân dân cực khổ. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về thời kỳ lịch sử thường gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh. Lịch sử Trịnh Nguyễn phân tranh. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình nước ta đầu thế kỷ thứ 16. Vậy đầu thế kỷ thứ 16, tình hình nước ta như thế nào? Đầu thế kỷ thứ 16, tình hình nước ta, vua bày trò ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện tốn kém, quan lại trong triều thì chia bè phái, chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. Tình hình đó đã nói lên điều gì về triều đại Hậu Lê? Tình hình đó cho thấy nhà Hậu Lê đã bắt đầu suy yếu. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần 2, nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam Triều, Bắc Triều. Các con có biết Mạc Đăng Dung là ai không? Mạc Đăng Dung là một quan võ dưới triều nhà Hậu Lê. Và đây chính là tượng của Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung thuở nhỏ nhà nghèo, nhờ có sức khỏe đã luyện võ, tìm cách để tiến thân và ông đã thi đỗ lực sĩ. Đây chính là bức tranh vẽ lại cảnh Mạc Đăng Dung nhận binh quyền của Lê Chiêu Tông để dẹp bọn phản loạn. Đây chính là lược đồ địa phận Bắc Triều và Nam Triều, và đằng trong và đằng ngoài. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Nam Triều, Bắc Triều được hình thành như thế nào? Và các em hãy xác định trên lược đồ kinh đô Bắc Triều và Nam Triều. Nam Triều, Bắc Triều được hình thành như thế nào các em? Trước tình hình nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung đã cướp ngôi nhà Lê, lập nên nhà Mạc, sử cũ gọi là Bắc Triều. Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa, lập lại nhà Lê, sử cũ gọi là Nam Triều. Đây chính là di tích thành nhà Mạc. Vì sao có chiến tranh Nam Triều, Bắc Triều các con? Vì hai thế lực phong kiến Nam Triều và Bắc Triều tranh giành quyền lực với nhau, gây nên cuộc chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều. Các con lưu ý nhé. Hai thế lực phong kiến Nam Triều và Bắc Triều tranh giành quyền lực với nhau, gây nên cuộc chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều. Các con xác định trên lược đồ kinh đô Bắc Triều và Nam Triều giúp cô được không nào? Đây chính là thành Đông Kinh. Thành Đông Kinh chính là Bắc Triều đấy các con ạ. Còn đây là thành Tây Đô. Thành Tây Đô chính là Nam Triều. Đây chính là thành Tây Đô. Đây là thành Thăng Long. Và các con có biết là chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều kéo dài trong bao nhiêu năm và đã gây ra những hậu quả gì không nào? Chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều kéo dài hơn 50 năm đã gây ra nhiều cảnh đau thương chết chóc cho nhân dân, mùa màng bị tàn phá, gây ra nhiều trận đói lớn. Từ đầu thế kỷ thứ 16 thì nhà Hậu Lê đã suy yếu. Mạc Đăng Dung đã tạo nên nhà Mạc, đã thành
thành lập nên nhà Mạc được gọi là Bắc Triều, còn Nguyễn Kim thì thành lập nên nhà Lê gọi là Nam Triều. Và cuộc chiến tranh này kéo dài hơn 50 năm. Nam Triều, Bắc Triều là triều đình của hai dòng họ phong kiến Lê Mạc trong suốt 50 năm chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều liên tiếp xảy ra. Mãi đến năm 1952, Nam Triều chiếm được Thăng Long, chiến tranh Nam Bắc Triều mới chấm dứt. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang phần thứ ba là chiến tranh Trịnh Nguyễn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh này là gì? À, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay đã nắm toàn bộ triều chính. Con của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Hai thế lực phong kiến tranh giành quyền lực đã gây nên chiến tranh Trịnh Nguyễn. Cô nhắc lại, nguyên nhân của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay đã nắm toàn bộ triều chính. Con Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Hai thế lực phong kiến tranh giành quyền lực và đã gây nên chiến tranh Trịnh Nguyễn. Các con hãy trình bày giúp cô diễn biến chính của chiến tranh Trịnh Nguyễn và kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn ra sao? À, diễn biến chính của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là trong khoảng 50 năm, hai dòng họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau 7 lần, vùng đất miền Trung trở thành chiến trường ác liệt. Và kết quả của cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là hai bên gây chiến, chia cắt đất nước, lấy sông Danh làm giới tuyến phân chia đàng trong và đàng ngoài. Đây chính là lược đồ địa phận đàng trong và đàng ngoài đấy các con. Đây chính là hình ảnh sông Danh. Và cái phần màu cam này chính là địa phận của đàng ngoài nhé các con. Còn cái phần màu tím này, lược đồ hình màu tím này chính là đàng trong, địa phận của đàng trong. Và đàng ngoài và đàng trong được chia cắt bởi con sông Danh. Đây chính là hình ảnh sông Danh trong kháng chiến. Và sông Danh hiện nay thì đã được xây rất là chắc chắn và kiên cố đấy các con ạ. Vậy chiến tranh Nam Triều và Bắc Triều cũng như chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra vì mục đích gì các con? À, cả hai cuộc chiến tranh này đều nhằm mục đích là tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến. Vậy cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì? Hậu quả của cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đấy chính là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ, đàn ông phải ra trận chém giết lẫn nhau, vợ phải xa chồng, con không thấy bố và ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của đất nước. Đây chính là sơ đồ thể hiện cho cái cuộc chiến tranh của Nam Triều, Bắc Triều và họ Trịnh và họ Nguyễn chia cắt đất nước thành đàng trong và đàng ngoài. Hậu quả chính là nhân dân rất là cực khổ. Từ đầu thế kỷ thứ 16, chính quyền nhà Lê suy yếu, các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau, tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ. Đây chính là ghi nhớ của bài học và phần ghi nhớ này cũng kết thúc nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô chúc các con học bài thật tốt và trả lời thật tốt bộ câu hỏi giúp cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.